Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, núi lửa phun trào là một hiện tượng thiên nhiên khá quen thuộc với chúng ta. Trái đất hiện có 1.500 núi lửa còn hoạt động. Đó là một hiện tượng tự nhiên và được đánh giá là một trong những thảm họa có mức độ nguy hiểm đối với nhân loại. Ở Việt Nam có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy sự xuất hiện của một số ngọn núi lửa phun trào đã từng hoạt động rất là mãnh liệt tuy nhiên đến nay các địa điểm phun trào đã tắt hàng triệu năm còn đối với các nước trên thế giới không có gì đáng ngạc nhiên khi vẫn còn tồn tại các dạng núi lửa chưa ngủ yên đặc biệt được nhắc tới vụ phun trào núi lửa tunggahung gahapai dưới thái bình dương nó đã giải phóng một lực tương đương hàng trăm quả bom nguyên tử gây sóng thần dữ dội và những dòng chảy như tuyết lở Vậy bạn có thể tưởng tượng được nếu 1.500 ngọn núi lửa còn hoạt động trên khắp thế giới phun trào cùng lúc thì thảm họa gì sẽ xảy ra? Nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Đại dương học quốc gia Anh có tên viết tắt là NOC thực hiện. Trái đất hiện có 1.500 núi lửa còn hoạt động. Đây là những ngọn núi lửa từng phun trào ít nhất một lần trong suốt 10.000 năm qua. Con số này chưa bao gồm vành đai núi lửa kéo dài liên tục dưới đáy đại dương với khoảng 500 ngọn núi lửa từng phun trào trong lịch sử. Tuy nhiên, không phải mọi vụ phun trào đều giống nhau. Núi lửa Hunga Tunga Hunga Hapai, cách đảo chính Tunga Tapu của đảo quốc Tunga khoảng 65 km về hướng Bắc, bất ngờ phun trào dữ dội vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2022 giờ địa phương. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy cột khói và cho bụi khổng lồ trong bán kính 20 km, còn phạm vi ảnh hưởng dưới biển có bán kính lên đến 260 km, Vụ phun trào cũng tạo nên tiếng nổ kinh hoàng, có thể nghe thấy ở New Zealand vốn cách đó hơn 2.000 km. Theo đó, các nhà khoa học ghi nhận trong đợt phun trào, núi lửa Hunga Tunga Hunga Hapai dưới Thái Bình Dương đã phun đất đá, cho bụi và khí ga khắp đáy biển với tốc độ 122 km h Đây là vụ phun trào mạnh nhất được ghi nhận từ trước đến nay bằng thiết bị hiện đại. Vụ nổ tạo ra một cơn sóng thần chạy khắp Thái Bình Dương và một tiếng nổ siêu thanh lan truyền hai lần trên khắp thế giới. Các đợt sóng lớn đã xuất hiện tại Tonga và Samoa. Ngoài cảnh báo sóng thần, cơ quan khí tượng của Tonga đã lập tức đưa ra các khuyến cáo về mưa lớn, lũ quét và gió mạnh ở các vùng đất liền và vùng nước ven biển. Những dòng chảy như tuyết lở làm hỏng các viễn thông dưới đáy biển kết nối quần đảo Tonga với phần còn lại của thế giới. Nhóm nghiên cứu dựa vào thời gian và địa điểm dây cáp bị hỏng để tính toán vận tốc của dòng chảy. Theo nhà khoa học Mike Le, thuộc NOC, cột phun trào của núi lửa cao tới 57 km, chút thẳng xuống nước và xuống các sườn dốc dưới biển. Tốc độ và cường độ của dòng hải lưu lớn đến mức có thể di chuyển ít nhất 100 km dưới đáy biển và làm đứt các dây cáp. Dòng chảy do núi lửa phun trào tạo ra di chuyển với tốc độ nhanh hơn dòng chảy do động đất, lũ lụt và bão gây ra. Đây là nghiên cứu đầu tiên ghi nhận những gì diễn ra khi một lượng lớn vật liệu núi lửa phun trào trực tiếp ra đại dương. Các nhà khoa học tính toán vụ phun trào năm 2022 của núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai đã giải phóng một lượng tương đương hàng trăm quả bom nguyên tử. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Isobel Yeo cũng thuộc NOC cho biết có nhiều ngọn núi lửa nằm dưới đại dương nhưng rất ít được theo dõi và điều này khiến rủi ro đối với các cộng đồng ven biển và cơ sở hạ tầng quan trọng chưa được hiểu rõ. Còn đối với người dân, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là về tung ga và liệu có thêm vụ việc nào nữa không. Gần như tất cả các ngọn núi lửa đều nằm dưới đại dương, bị che khuất khỏi tầm nhìn vệ tinh và không có thiết bị nào trên mặt đất có thể theo dõi sự dịch chuyển dưới lòng đất của đá nóng chảy. Dù Hunga Tunga Hunga Hapai đã nhiều lần phun trào trong quá khứ, gần đây các nhà khoa học mới nhận ra mức độ khủng khiếp mà những vụ phun trào có thể tạo ra. Bởi phần lớn Hunga Tunga Hunga Hapai chìm dưới nước nên ngọn núi lửa này rất khó nghiên cứu. Thưa quý vị, tương tự như ngọn núi lửa ở dưới Thái Bình Dương, trước đó ở Nga cũng đã ghi nhận một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga đã phun trào tạo ra đám mây cho bụi trải rộng khoảng 108.000 km vuông. Điều kinh khủng hơn, dòng dung nham tuôn ra từ núi lửa đã làm tan lớp tuyết dày. Giới chức địa phương đã cảnh báo bùn từ dung nham và tuyết chảy dọc theo đường cao tốc núi lửa Sivaluk ở Viễn Đông Nga đã bắt đầu phun trào vào dạng sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ địa phương, tung một cột cho bụi cao tới 20 km và bầu khí quyển. Theo hãng tin Reuters, núi lửa phun trào đã buộc chính quyền đưa ra cảnh báo hàng không xung quanh bán đảo Kamchatka ở phía đông nước Nga. Vụ phun trào bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng và đạt cực đại ngay trước 6 giờ sáng. Theo các nhà nghiên cứu núi lửa từ chi nhánh địa phương của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, những đám cho nóng bốc lên bầu trời, sau đó là những tảng đá cùng với dòng dung nham chảy xuống từ ngọn núi cao 2.500m so với mực nước biển Thái Bình Dương. Các thiết bị và giám sát vệ tinh vào sáng ngày 11 tháng 4 xác nhận cho bụi đã bay cao tới 20km trong bầu khí quyển. Sự kiện núi Sivalluk phun trào được quan sát bởi các trạm giám sát cách đó hơn 100km. Các nhà khoa học và cư dân địa phương đã chụp được đám mây bụi khổng lồ vừa đáng sợ và tuyệt đẹp phía trên núi Sivalluk đồng thời chia sẻ video về một lớp cho dày bao phủ các phương tiện và nhà cửa ở các thị trấn gần đó. Theo ông Danila Cheprov, giám đốc chi nhánh Kamchatka của cơ quan khảo sát địa vật lý, đám mây cho bụi cao tới 20 km di chuyển về phía tây và cho bụi rơi xuống các ngôi làng gần đó rất nhiều. Ông Cheprov lưu ý núi lửa vẫn tiếp tục hoạt động dù đã dịu đi một chút, không thể loại trừ việc sẽ xuất hiện những đám mây cho lớn hơn nữa. Ngoài ra, ông Cheprov dự đoán dòng dung nham sẽ không tiếp cận các ngôi làng địa phương. Khi dung nham chảy xuống từ núi lửa, nó làm tan chảy tuyết trên sườn Sivaluk, gia tăng nguy cơ lở đất. Con đường dọc theo sông Kamchatka nối Kliyuchi với My Square và Korizip xa hơn trong đất liền đang được giám sát và chính quyền khuyến cáo mọi người nên tránh xa khu vực này ngay lập tức. Một báo động đỏ với đi lại hàng không được ban bố trên bán đảo Kamchatka sau vụ núi lửa Sivaluk phun trào. Giao thông hàng không đã được định tuyến lại sau vụ phun trào vào cuối tuần trước tại Benzin Miamin, một ngọn núi lửa khác ở phía nam, gây ra đám cho bụi cao 12 km. Một khu vực hạn chế dài 25 km khi đó đã được thiết lập xung quanh cả hai ngọn núi lửa đề phòng vụ phun trào tại Sivaluk. Một số trường học ở bán đảo Kamchatka, cách thủ đô Moscow khoảng 6.800 km về phía đông, đã đóng cửa và người dân được yêu cầu ở yên trong nhà. Thưa quý vị, như đã nói ở trên, có đến hàng nghìn núi lửa vẫn đang hoạt động từ nhiều cấp độ và sức tàn phá. Tuy nhiên, ở Indonesia diễn ra một thảm kịch núi lửa được cho là khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. Với sức công phá khoảng 800 triệu tấn TNT, vụ núi lửa Tambora phun trào ngày 10 tháng 4 năm 1815 tại Sombawa có thể nói là vụ nổ mạnh hơn 14 lần bom xa hoàng. Không ai có thể ngờ thảm họa núi lửa lớn nhất trong lịch sử hiện đại lại chỉ xảy ra vẻn vẹn trong 3 ngày, lại trở thành thảm họa khiến hàng chục nghìn người chết. Tambora là một núi lửa trên đảo Sombawa, Indonesia. Ngọn núi lửa này có độ cao 2.772m so với mặt nước biển. Tambora phun trào năm 1815 được đánh dấu là lần phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại. Hơn 200 năm trôi qua kể từ ngày núi lửa Tambora ở Indonesia phun trào dữ dội, dẫn tới cái chết của hàng chục nghìn người và gây rối loạn trên phạm vi toàn cầu. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, đây là ngọn núi lửa chết chóc trong lịch sử nhân loại. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, du khách vẫn có thể dạo chơi xung quanh ngọn núi nổi tiếng này. Khó lòng ngờ được thảm họa núi lửa lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại chỉ diễn ra trong vòng 72 giờ. Tambora bắt đầu phun trào ngay trước thời điểm mặt trời lặn vào ngày 5 tháng 4 năm 1815 và tiếp tục các ngày sau đó. Theo các tài liệu ghi lại, người ta có thể nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tận Sumatra, địa điểm cách nơi phun trào tới 2.600 km. Theo ước tính, có khoảng 10.000 người chết trực tiếp do vụ phun trào và khoảng 70.000 người chết do hậu quả khí hậu mà nó để lại. Trước khi phun trào, núi Tambora có độ cao khoảng 4.300 m, nhưng sau đó chiều cao nó chỉ còn khoảng 2.850 m. Ước tính, Tambora phun khoảng 300 đến 500 triệu km bắc ma mỗi giây. Vụ phun trào núi Tambora được ước tính có sức công phá khoảng 800 triệu tấn TNT, mạnh hơn 14 lần bom xa hoàng. Núi lửa tạo nên một cột bụi cao đến 43 km và phân tán bụi ra bầu khí quyển và bao quanh trái đất. Những dòng sông nham thạch nóng thoát ra khỏi miệng núi có độ cao khoảng 4.000 m, khiến cho 10.000 người chết do không kịp di tản. Núi lửa phun ra một lượng cho, bụi, nham thạch và khí có tổng thể tích vào khoảng 50 tỷ mét khối. Một lượng khí sunfur, dioxit SO2 khổng lồ cũng bay vào khí quyển. Đám mây từ bụi núi lửa Tambora khiến nhiệt độ toàn cầu giảm từ 0,4 tới 0,7 độ C. Một năm sau đó, nhiều khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ không có mùa hè. Đám bụi này đã che phủ mặt trời và khiến cho năm 1816 trở thành năm lạnh lẽo xếp thứ hai trong lịch sử, Vụ mùa thất thu và đói kém xảy ra trên miền khắp châu Âu và Bắc Mỹ, thậm chí dòng sông Pennsylvania còn đóng băng giữa tháng 8 mùa hè. Vì thế, người ta đã gọi năm 1816 định mệnh ấy là năm không có mùa hè. Sương giá khiến mùa màng tại Canada và vùng New England của Mỹ thất bát, châu Âu cũng khốn đốn vì sự suy giảm nhiệt độ. Sau thảm họa, mùa màng và môi trường bị phá hủy, con số người chết vì thiếu lương thực lên tới 82.000 người. Hậu quả của núi lửa Tambora cũng để lại dấu ấn trong khoa học và nghệ thuật. Giới khoa học cho rằng đám mây bụi từ núi lửa Tambora là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhiều bức tranh tả cảnh hoàng hôn khá lạ lùng của Joseph Mallord William Turner, sinh năm 1775, mất năm 1851, một danh họa nổi tiếng người Anh. Thưa quý vị, như vậy, núi lửa là một hiện tượng tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cũng như tác hại. Lợi ích của núi lửa mang lại một mỏ khoáng sản phong phú, giúp đất đai tơi xốp màu mỡ và cung cấp năng lượng địa nhiệt hoặc thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy vậy, tác hại của núi lửa gây ra lại rất lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!